210. Bạn này bạn Phúc Thịnh 777 210. Phúc Thịnh hay lắm nha. Phúc Thịnh tôi nợ bạn hay lắm nha. Trời ơi, bảy giết mời công. Rồi Phúc Thịnh 777 ha. Diệt khuẩn BKC để trị nấm đồng tiền. Chắc làm không nổi. BKC thì nó cơ bản nó làm không nổi rồi. Mày biết nano đồng của anh mày sao mày không chỉ người ta hướng dẫn cách trị và ngừa nấm đồng tiền. Trị thì lấy nano đồng khắc nó. Có nhiều cái khắc nhưng mà khắc bằng nano đồng đó là tuyệt vời nhất nha. Yeah. Bro no bond các kiểu bây giờ thì người ta chạy hết trơn rồi, ngay cả mấy quảng cáo giờ nó cũng chấp nhận nó chạy luôn rồi. Bro no bond khắc nắm đồng tiền rồi nó bị chai hết trơn, nó bị lì luôn rồi, giờ làm mà nó hết nổi nó rồi đây. Thì chỉ có nắm, chỉ có nano đồng là kỵ đó thôi. Kỵ nhưng mà nano thì nó có khả năng thẩm thấu, xuyên thấu và bám dính cao. Tại hạt nano rất nhỏ, nó hòa trong nước đúng không, và nó thẩm thấu trong nước, nó bám dính cái nấm đồng tiền, làm tê liệt nấm đồng tiền. Rồi xong tới cái gì là vi sinh. Cho nên Luân nói là các bạn xài vi sinh của Luân thì các bạn không có sợ nấm đồng tiền, có nấm đồng tiền cũng không ảnh hưởng tới đường ruột. Là xài men vi sinh của Luân cộng với gì, men tiêu hóa của Luân, hai món đó. Có nấm đồng tiền cũng không sao, hứa cho các bạn. Bạn nào mà bị rồi, nguyên cái vụ đó bạn dùng sản phẩm của Luân thì mình tính trên gì, ao nuôi tôm của các bạn là bao nhiêu, thả bao nhiêu, lượng giống bao nhiêu mình biết đúng không? Thì mình biết là thời gian bao nhiêu và sử dụng vi sinh là mình biết. Nếu mà bạn nào mà dùng vi sinh của Luân hai món đó thôi à, mà bị nấm đồng tiền mà có ảnh hưởng tới đường ruột con tôm, Luân hoàn trả là 50%, 50%. Mà giá các bạn biết rồi đó, nó mềm vậy đó, bạn thấy đó. Luân hoàn lại cho các bạn 50% tiền. Còn tôi làm trực tiếp, tôi làm thì không bao giờ chia sẻ đó. Nắm đồng tiền là nắm chân chó đó, hay lắm nha. Ủa hay lắm nha, bạn này là tên ở ngoài là gì hay là luôn?